Chào mừng các em đến với chương trình Siêu trí nhớ học đường. Cô là Phan Thị Hồng Thảo. Trong tiết học này, cô và các em sẽ cùng tìm hiểu bài toán lớp 3, diện tích hình vuông. Bài học của chúng ta sẽ gồm hai nội dung chính như sau. Nội dung thứ nhất, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu quy tắc tính diện tích hình vuông. Nội dung thứ hai, chúng ta sẽ vận dụng quy tắc vừa học để thực hành làm các bài tập. Các em hãy quan sát và cho cô biết các ô vuông trong hình vuông ABCD được chia làm mấy hàng? Được chia làm 3 hàng đúng không các em? Và mỗi hàng thì gồm có mấy ô vuông? Đúng rồi, mỗi hàng gồm có 3 ô vuông. Như vậy, có 3 hàng, mỗi hàng gồm có 3 ô vuông. Ta có thể viết được như sau. Hình vuông ABCD có 3 x 3 bằng 9 ô vuông. Mỗi ô vuông thì có diện tích là bao nhiêu? Đúng rồi, trong hình vẽ cho ta biết diện tích mỗi ô vuông là 1 cm2. Như vậy, ta có thể nói diện tích của hình vuông ABCD là 9 cm2. Theo hình vẽ của đề bài cho ta biết, một ô vuông có diện tích là 1 cm2. Vậy từ đó, ta có thể suy luận được cạnh của một ô vuông là 1 cm. Trên cùng một hàng có 3 ô vuông, như vậy 1 x 3 sẽ bằng 3 cm. Đó chính là độ dài của một cạnh hình vuông ABCD. Độ dài 3 cm cũng vừa khớp với số ô vuông trong một hàng. Từ đó, ta có thể viết như sau. Diện tích hình vuông ABCD là 3 x 3 bằng 9 cm2. 9 cm2 chính là diện tích hình vuông. Từ đó, ta có thể kết luận quy tắc tính diện tích hình vuông như sau. Muốn tính diện tích hình vuông, ta lấy độ dài một cạnh nhân với chính nó. Các em hãy cùng nhắc lại với cô nào. Muốn tính diện tích hình vuông, ta lấy độ dài một cạnh nhân với chính nó. Các em hãy nhìn lên màn hình và nhẩm lại một lần nữa quy tắc tính diện tích hình vuông cho cô nhé. Sau khi chúng ta vừa tìm hiểu xong quy tắc tính diện tích hình vuông, bây giờ chúng ta sẽ vận dụng quy tắc vừa học để thực hành làm một số bài tập như sau. Bài tập thứ nhất, các em hãy cùng đọc yêu cầu đề bài với cô nào. Viết vào ô trống theo mẫu. Đề bài cho cạnh hình vuông 3 cm, 5 cm, 10 cm và yêu cầu chúng ta phải tính chu vi hình vuông, diện tích hình vuông. Các em hãy theo dõi cô hướng dẫn làm bài mẫu cột đầu tiên nhé. Với cạnh là 3 cm, bây giờ chúng ta hãy tính chu vi hình vuông. Muốn tính chu vi hình vuông, ta lấy độ dài một cạnh nhân với 4. Như vậy, với cạnh là 3 cm, ta có 3 x 4 bằng 12 cm. Tiếp theo, chúng ta sẽ tính diện tích hình vuông với cạnh là 3 cm. Áp dụng quy tắc vừa mới học. Muốn tính diện tích hình vuông, ta lấy độ dài một cạnh nhân với chính nó. Như vậy, ta có 3 x 3 bằng 9 cm2. Các em đã biết làm chưa nào? Các em hãy thực hiện hai cột tiếp theo nhé. Các em đã có kết quả chưa? Bây giờ hãy hướng lên màn hình và kiểm tra xem
kết quả của các em có trùng khớp với kết quả của cô không nhé? Cùng với đó, các em cần lưu ý sự khác nhau về đơn vị tính chu vi và đơn vị tính diện tích. Sau đó, chỉ cần các em tính toán một cách cẩn thận sẽ làm tốt bài tập này. Tiếp theo, bài tập số 2, chúng ta lại tiếp tục vận dụng quy tắc tính diện tích hình vuông để làm bài tập này nhé. Một tờ giấy hình vuông có cạnh là 80mm. Nhưng đề bài yêu cầu tính diện tích hình vuông này với đơn vị là cm vuông. Các em có nhận xét gì về đơn vị đề bài cho và đơn vị đề bài hỏi không? Đúng rồi, hai đơn vị này khác nhau đúng không các em? Như vậy, để giải được bài toán này, các em cần làm gì? Đúng rồi đó các em, chúng ta cần đổi 80mm sang cm. Các em hãy đổi vào nháp đi nào. Các em đã có kết quả chưa? Đúng rồi, vì 10mm thì bằng 1cm. Như vậy, 80mm sẽ bằng 8cm. Các em hãy sửa bài tập vào trong vở của mình nhé. Như vậy, bài tập này đã giúp các em thành thạo hơn về vận dụng quy tắc tính diện tích hình vuông. Chúng ta sẽ cùng bước qua bài tập số 3. Các em hãy cùng cô đọc đề bài toán đi nào. Bài tập 3. Một hình vuông có chu vi là 20cm. Tính diện tích hình vuông đó. Đề bài cho chúng ta biết gì? Đề bài cho chúng ta biết chu vi là 20cm. Đề bài hỏi chúng ta điều gì? Như vậy trong bài toán này các em cần làm gì trước tiên? Đúng rồi đó các em. Các em cần tìm độ dài của cạnh hình vuông. Vậy để tìm độ dài cạnh hình vuông, các em cần dựa vào dữ liệu đề bài cho, đó chính là chu vi bằng 20cm. Từ chu vi để tính cạnh hình vuông, các em cần nhớ lại kiến thức đã học. Muốn tính cạnh hình vuông, ta lấy chu vi chia 4. Bây giờ, các em hãy cùng giải bài tập vào vở của mình nhé. Các em đã có kết quả chưa? Trong bài tập này các em cần làm hai bước giải như sau. Các em hãy hướng lên màn hình và sửa bài tập vào vở của mình nhé. Như vậy, qua bài tập này đã giúp cho các em vận dụng linh hoạt giữa quy tắc tính chu vi hình vuông và quy tắc tính diện tích hình vuông. Cô hy vọng rằng các em sẽ vận dụng kỹ năng vừa học để giải những bài toán tương tự nhé. Các em thân mến, việc học toán không chỉ giúp cho các em giải được các bài tập mà còn giúp cho các em vận dụng những kiến thức toán học vào cuộc sống hàng ngày. Với mục tiêu đó, cô hy vọng rằng sau tiết học này các em sẽ tiếp tục tự luyện tập, tự nghiên cứu và tìm hiểu thêm về các dạng toán liên quan đến tính diện tích hình vuông. Việc này sẽ giúp cho các em khắc sâu được kiến thức và luyện tập thành thạo hơn về kỹ năng. Tiết học đến đây là kết thúc rồi. Cô mến chào các em, chúc các em chăm ngoan, học tốt. Xin chào và hẹn gặp lại các em trong chương trình Siêu trí nhớ học đường lần sau.